Cô gái trẻ này đã cùng người bác lặn lội một quãng đường hơn 600 cây số từ tỉnh Helmand, nơi cô đang sinh sống, đến Kabul. Chuyến đi kéo dài 2 ngày vẫn đáng giá, bởi cô gái nghe nói ở thủ đô có dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Chúng tôi sẽ làm phẫu thuật mũi, đó là lý do hai bác cháu vượt cả một quãng đường xa để đến đây. Chúng tôi cũng mang theo rất nhiều tiền để thanh toán chi phí phẫu thuật, hy vọng con bé sẽ trở nên xinh đẹp hơn. Nếu như vài năm trước đây, phụ nữ Afghanistan chủ yếu phẫu thuật để cải thiện những vết sẹo do bạo lực gia đình để lại, thì ngày nay, xu hướng muốn cải thiện vẻ đẹp bên ngoài đang dần phổ biến. Trong đó, sửa mũi vẫn là dịch vụ được các quý cô ưa chuộng nhất. Hầu hết các khách hàng của chúng tôi là người của dân tộc thiểu số Hazara. Họ cảm thấy các nét Á Đông, đặc biệt là chiếc mũi tẹt của họ, không hợp với tiêu chuẩn cái đẹp lý tưởng. Saheda, một nữ cảnh sát địa phương, đã tiết kiệm 2 tháng tiền lương của mình để đi phẫu thuật nâng mũi. Một khoản tiền khá đắt đỏ đối với hầu hết phụ nữ Afghanistan. Song Saheda cho biết cô không hề hối hận về quyết định của mình. Gia đình tôi luôn ủng hộ quyết định của tôi. Nếu có ai đó hỏi liệu bạn có đang hạnh phúc không, tôi có thể tự tin trả lời rằng tôi thực sự hạnh phúc. Tại một quốc gia Hồi giáo bảo thủ như Afghanistan, nhiều người vẫn cho rằng phẫu thuật thẩm mỹ là một hành vi tội lỗi. Mặc dù vậy, theo thống kê, mỗi năm vẫn có gần 100 phụ nữ Afghanistan tiến hành phẫu thuật, và có cầu thì ắt sẽ có cung.